đất Anh Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một cặp nhà siêu phẩm nhà đẹp nằm trên trục đường Quang Trung, phường 10, ngay ngã năm Chuồng Chó, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một vị trí rất là đắc địa kề bên chợ Gò Vấp và sát bên là khu vực Phú Nhuận, cũng là sân bay Tân Sơn Nhất nha quý vị. Chúng ta đến với một cặp nhà với diện tích ngang 4, độ dài 18m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Theo kiến trúc lửng ngược năm 2022, một cặp nhà phố rất đẹp và nội thất cao cấp kèm theo. Căn nhà chúng ta có hướng nam, nam tây nam, phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là đông và tây tứ trạch luôn. Và đây là mặt tiền mặt chính của cặp hai căn nhà. Hôm nay thì Hùng sẽ gửi đến quý anh chị chúng ta căn ngoài nha mọi người. Đây là hai căn nhà hẻm một xẹt với đường Quang Trung. Vị trí rất là đắc địa và cực kỳ là VIP luôn, phù hợp chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa. Và chúng ta đang tham quan không gian bên ngoài căn nhà. Chúng ta sẽ cùng nhau tham quan khu phố và con đường nhé. Đây là khu phố này, bên trong thì có bồn bông này và hai dãy nhà lầu san sát nhau. Đường trước nhà tới 8 đến 10 mét đường nhựa, có điện âm, cây xanh và thông thoáng, hẻm một xẹt, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Ngoài chỗ hai căn này thì đường trước nhà khoảng tầm 8 mét thôi, không có vẻ không có bồn bông ở giữa, nên chúng ta di chuyển xe hơi xe máy vào nhà thoải mái và dễ dàng. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà này nha quý vị. Căn nhà đang có diện tích là ngang 4, độ dài 18m, có cổng sắt phía ngoài, lớp cửa cổng, bên trong là khoảng sân đậu xe máy và khu vực tủ giày dép. Kế bên căn nhà này chúng ta có một khoảng công viên nho nhỏ ngay bên hông chỗ cái thanh sắt này nha quý vị. Phía trên thì được rào chắn và đập mái bên trên. Di chuyển vào trong, chúng ta tới với lớp cửa chính, lớp cửa nhôm xin pha, nhà thiết kế lửng ngược thì chúng ta có sân đậu xe máy bên ngoài, khu vực đậu xe hơi bên trong. Khu vực đậu xe hơi thì gia chủ ốp gạch 80 vuông, có đổ bê tông phía dưới và hai bên tường ốp gạch lên cao tới trần. Phía trên chúng ta có trần thạch cao và đèn chiếu sáng, đèn led nhìn rất là lung linh. Đây là khu vực không gian gara xe của căn nhà. Khu vực đậu xe hơi này, nhà thì phù hợp vừa ở vừa là phòng công ty cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa. Và giá bán gia chủ đang chào bán cho căn siêu phẩm nhà đẹp này là 14.900.000 đồng, còn bớt quý anh chị quan tâm có thể gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Khu vực cầu thang bộ bên ngoài thì dưới cầu thang bộ chúng ta có hòn non bộ khô và cầu thang bộ thì có tay vịn của cam xe, lan can kính cường lực 10mm và mặt đá hoa cương. Phía bên phải khu vực cầu thang bộ là giếng trời và những bức tường được ốp nhựa trang trí rất là tuyệt vời. Nhà thiết kế với hai giếng trời, một giếng trời ở sau và một giếng trời bên hông căn nhà nhé. Đây là giếng trời bên hông căn nhà này. Đấy, chúng ta thấy nha. Phía sau cầu thang bộ sẽ đến với cầu thang máy. Chúng ta sẽ tới với cầu thang máy này. Cầu thang máy 450kg nha quý vị. Đây là cầu thang máy của Việt Nam 450kg. Và căn nhà này thì thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Phía bên trong cầu thang máy là vệ sinh nha, vệ sinh sử dụng như tầng trệt. Và cuối nhà sẽ là không gian phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách ở cuối nhà thì chúng ta có sofa, tủ kệ tivi, tủ rượu phía sau. Và đây là một căn nhà hai mặt tiền hẻm trước sau nên không gian bên trong rất là thông thoáng nha. Chúng ta để ý này, phía trên là trần thạch cao và đèn chiếu sáng kết hợp với chạy ảnh 3D trang trí rất là tuyệt vời. Đây là khu vực lửng ngược phía đằng sau, cũng như là trần thạch cao và đèn chiếu sáng nhìn khá là đẹp và bắt mắt trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Và với giá bán 14.900.000 đồng còn bớt như thế này thì quý anh chị chúng ta có nhu cầu sở hữu căn nhà có thể liên hệ với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và sở hữu ngay. Một căn nhà nằm trên trục đường Quang Trung, sát mặt tiền đường Quang Trung, cách mặt tiền đường Quang Trung 50m thôi. Và hẻm một xẹt, đường trước nhà tới 8m, đường nhựa, khu phân lô đồng bộ điện âm. Và hướng nhà là hướng nam, nam tây nam, phù hợp với cả quý anh chị chúng ta phong thủy là đông và tây tứ trạch luôn. Thì quý anh chị chúng ta quan tâm có thể gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Với diện tích 4m, độ dài lên tới 18m, hai mặt tiền hẻm trước sau rất là thoáng mát và cực kỳ là đẹp cũng như là cao cấp, thì rất là phù hợp cho đại gia đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa. Đây là không gian Hùng quay ra khu vực đậu xe hơi. Rồi di chuyển theo cầu thang bộ, chúng ta sẽ lên tham quan không gian phòng bếp bên tầng lửng cũng như là các phòng ngủ căn nhà. Khu vực cầu thang bộ thì có đèn led chiếu sáng và làm rất là đẹp cao cấp. Nhà thiết kế bọn hai giếng trời nên chúng ta sẽ có một giếng trời ở giữa nhà này, ngay ở khu vực không gian phòng bếp trên đây. Ngoài đây là sảnh thang máy và bên trong đây là cầu thang bộ và không gian bếp trên tầng lửng thì rất là thoáng mát nha quý vị. Không gian cầu thang bếp, phòng bếp trên tầng lửng thì chúng ta có những bức tường được ốp nhựa trang trí này, một bộ bàn ăn 6 ghế tặng kèm, một tủ lạnh hai cánh sáp tặng kèm cho quý anh chị chúng ta khi mua. Tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường, phía dưới là vân gỗ Phú Acrylic và phía trên là màu trắng.
Khu vực bếp thì chúng ta có bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát, khu vực bếp âm, khu vực đặt máy hút mùi và có bàn ghế ngồi đọc sách ở đây hoặc là ngồi xem phim nha quý vị. Phía trước không gian bếp là một lớp cửa nhôm sinh pha 4 cánh có khóa chống trộm. Và khi chúng ta nấu thì chúng ta mở cửa này ra thì sử dụng thêm hút mùi như thế này nữa thì nó sẽ tự động thoát mùi ra bên ngoài nha quý vị. Đây là không gian phòng bếp trên tầng lửng, một không gian bếp khá là chill và cực kỳ đẹp. Quý chị nào đang tìm những căn nhà trên trục đường Quang Trung, phường 10, sát với ngã năm Chuồng Chó, quận Gò Vấp và gần với sân bay Tân Nhất cũng như là chợ Gò Vấp, trục đường Nguyễn Văn Nghi, sát bên Bình Thạnh cũng như là Phú Nhuận thì có thể liên hệ với em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để bên em tư vấn và dẫn quý chị chúng ta đi xem nhà trong dịp tháng 2 này. Thì có rất là nhiều những sản phẩm nhà đẹp đang chào đón quý anh chị mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh với giá bán vô cùng ưu đãi và hấp dẫn. Tất cả căn nhà thì chúng ta còn đều thương lượng và hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80% cũng như là hỗ trợ khách hàng mua nhanh, bán nhanh thì bên em có thể có hỗ trợ quý anh chị chúng ta thương lượng giá tốt với các anh chủ nhà cũng như là hỗ trợ chúng ta vay ngân hàng lên tới 60-80% khi mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý chị muốn xem thêm nhiều nhà đẹp thì có thể truy cập vào hệ thống YouTube Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12, cũng như hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12. Ngoài ra thì quý chị có thể xem vào website của bên mình là nhadathuyhung.com hay là liên hệ trực tiếp với Huy Hùng để chúng ta đi xem nhiều những mẫu nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 10, phường 15, quận Tân Bình và quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bên em có cả sản phẩm nhà bán ở khu vực quận 12 nữa nha quý vị. Khu vực không gian phòng ngủ thì nhà hai mặt tiền nên phòng ngủ rất là thoáng với giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ, tivi, máy lạnh được tặng kèm. Và phòng ngủ thì có đầu giường có ốp trang trí này, rồi bên phải thì có một cái khu vực để kệ để đồ và có cửa sổ ra khu vực phía sau, nên là đây là một căn nhà hai mặt tiền trước sau nên không gian phía sau rất là thoáng. Tất cả phòng ngủ đều có vệ sinh trong, sàn phòng ngủ chúng ta ốp gạch 30m2, phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, khu vực đặt bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen. Nhà thiết kế giếng trời ở giữa nên rất là thoáng mát nha quý vị. Chúng ta đang tiến qua khu vực không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ phía trước thì chúng ta cũng có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ, tivi. Phía trước là cửa nhôm sinh pha lùa ra khu vực ban công. Và không gian phòng ngủ số 2 ở đây rất là thoáng mát, kết hợp với máy lạnh và tủ áo, tủ kệ, tivi đều đầy đủ hết nha quý vị. Ở đây chúng ta có cả khu vực để tủ lạnh nhỏ mini ở trong phòng ngủ luôn nha quý vị. Ngoài đây là ban công trồng cây xanh. Như vậy là chúng ta vừa tham quan xong hai phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Phòng ngủ số 2 này chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng tắm với bồn tắm nằm và hệ thống bồn cầu, lavabo rửa mặt tuyệt vời. Chúng ta đang tiến vào không gian phòng tắm có bồn tắm nằm với bồn tắm massage nước. Đây, một không gian tắm rất là chill nha quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau theo chân Huy Hùng lên tham quan không gian phòng ngủ số 3 và số 4 cũng như là khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau căn nhà nha quý vị. Chúng ta sẽ vào thang máy và đi lên không gian lầu trên, lầu 3. Không gian lầu 3 thì cũng có phòng ngủ số 3 và số 4 cũng đầy đủ nội thất y như phía dưới nha. Hùng sẽ quay nhanh cho mọi người nhìn thôi. Còn mọi người đến thăm thực tế thì sẽ nhìn thấy rõ hơn không gian và vẻ đẹp của căn nhà này. Một căn nhà chủ xây chủ yếu là để ở chứ không phải để bán nha. Nhưng mà do gia đình ở không hết nên là vợ anh ấy không muốn chọn về để ở nên là cần bán lại cho một trong những quý chị nào thiện chí mua. Như thế chúng ta đang thấy hai mặt tiền trước sau nên là không gian phía sau có cửa sổ nha. Được chỗ cửa sổ nha quý vị. Và đây là không gian phòng ngủ số 3 thì chúng ta thấy vẫn đầy đủ nội thất kèm theo, kết hợp với máy lạnh và có cả vệ sinh trong thì đầy đủ hết luôn, giống phía dưới nên Hùng sẽ quay nhanh. Chúng ta sẽ bước nhanh ra khu vực không gian phòng ngủ số 4 trước khi chúng ta đến với khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Đây là không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà thì phòng ngủ 2, phòng ngủ phía trước thì chúng ta có cả khu vực để tủ lạnh nha mọi người. Khu vực để tủ lạnh mini trong phòng để chúng ta có thể để nước để tiện hơn khi mà chúng ta không phải lên xuống trong đêm. Thì tất cả phòng ngủ đều đầy đủ nội thất kèm theo và ban công thoáng mát, trồng cây xanh rất là tuyệt vời. Chúng ta vừa tham quan xong 4 phòng ngủ căn nhà. Nhà thì có khu vực đậu xe hơi riêng, có phòng khách, phòng bếp và
thiết kế công năng sử dụng rất là tuyệt vời. Đây là phòng vệ sinh của cái phòng ngủ số 4 này. Rồi theo chân Huy Hùng, chúng ta sẽ tiến lên không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau căn nhà. Căn nhà này có một cái sân thượng phía trước rất là đẹp nha mọi người, rất đẹp, rộng và cực kỳ là xanh mát luôn. Chúng ta sẽ tiến lên. Cầu thang máy thì lên đến chân thượng luôn nha quý vị. Đây, chúng ta thấy này. Khu vực sân thượng sau thì chúng ta có không giặt, khu vực giặt đồ, phơi đồ và cầu thang lên trên mái. Hai mặt tiền trước sau nên vô cùng là thoáng. Ngoài phía sau thì gia chủ cũng trồng rất là nhiều cây cau. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà 14 tỷ 900 này thì có thể liên hệ với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Diện tích căn nhà là ngang 4, độ dài 18m, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ đầy đủ, mua bán hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Vị trí căn nhà thì trục đường Quang Trung vào một xẹt sát bên ngã năm Chuồng Chó, quận Gò Vấp và gần với sân bay Tân Nhất cũng như là Bình Thạnh, sát bên chợ Gò Vấp. Đây là khu vực không gian thờ cúng và chúng ta có thể làm thêm phòng thờ, và đây là một khoảng sân thượng rất là chill với rất là nhiều cây xanh và một bộ bàn ghế bằng gỗ tặng kèm khi mua. Như vậy là quý anh chị chúng ta vừa xem xong căn nhà hướng Nam Tây Nam phù hợp cả với quý anh chị chúng ta phong thủy là Đông và Tây Tứ Trạch luôn. Và quý anh chị nào quan tâm thì có thể bốc máy và gọi cho em Hùng để đi xem và sở hữu ngay nhá. Nhà đất Hùng rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị khách hàng đi xem nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.